Vào ngày 16 tháng 7, tàu đánh cá mang biển hiệu QB92237 do ông Nguyễn Văn Hùng, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm chủ tàu gặp sự cố ngoài biển Đông khiến tàu bị chìm sâu 70 mét dưới đáy biển. Sau nhiều nỗ lực cứu hộ cứu nạn và trục vớt của công ty trục vớt tàu đắm biển Đông, chiều hôm nay, mùng 2 tháng 8, tàu cá bị đắm đã được lai dắt vào bờ an toàn. Sự việc xảy ra lúc nửa đêm rạng sáng ngày 16, khi toàn bộ thủy thủ tàu đang trong giấc ngủ say, thì ống xả nước làm mặt động cơ tàu bị rụt ra, làm nước chảy vào tàu không có chỗ thoát ra. Sau khoảng một tiếng, khi phát hiện ra thì tàu đã chìm dần, không cứu vãn được. Ông Nguyễn Văn Hùng đã gọi điện cho các bạn bè trong tổ đoàn kết trên biển của mình, nhưng các tàu ở quá xa, chỉ có một tàu đến được nơi tàu gặp nạn. Do tàu chìm quá sâu, ông Hùng cùng thủy thủ đoàn tàu dùng dây và phao thuyền bị nạn nẻo vào thuyền bạn, sau đó gọi điện cho công ty trục vớt tàu đắm biển Đông phối hợp với các đội trục vớt tàu đắm hai tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đến cứu hộ cứu nạn, trục vớt tàu mình lên. Lúc này, tàu bị nạn đã chìm sâu gần 70 mét. Khi bắt đầu tàu đang hoạt động thì bị tụ ống nước phá 4-5 đường sạm. Khi bắt đầu anh em thuyền trưởng phát hiện ra kêu bàn dây thì là xuống nhặt sạm đồ, thấy là cũng ăn chào tàu ngày mà chìm cũng được, cái là điện tàu của bản tổng tổ đoàn kết lại. Thế nhưng mà vì tổ tàu đánh bắt xa, cách nhau xa quá, chỉ có một chiếc là tàu của không chín đó là lại trục vớt thì lại thì tàu bắt đầu chìm dần rồi, thành thế ra là cứu được. Điều khó khăn là do tàu bị nạn chìm quá sâu. Khi các đôi trục vớt tới, phải tính toán kỹ càng áp lực nước, tác động cơ thể thở lặn về hệ tim mạch, hệ tuần hoàn của cơ thể, tránh sai sót có thể nguy hiểm đến tính mạng của thành viên đội. Thêm nữa là phải giữ cân bằng của tàu khi trục vớt, tránh hư hại vỏ tàu cùng các trang thiết bị, ngư cụ đánh bắt trên tàu để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân. Khi mà ra đó thì phải thợ lặn phải lặn xuống. Họ lặn xuống, họ dùng cáp, họ choàng con tàu. Choàng con tàu xong rồi họ dùng phao, các cái loại phao, các cái phao như các anh đã thấy đây là họ nẹp vào con tàu. Rồi thợ lặn người ta lặn xuống, chúng em phải lặn xuống, bơm khí vào trong đó làm cho con tàu nổi lên cân đối rồi mới dắt đi được vào bờ như thế này. Công ty trục vớt tàu đắm biển Đông có các đội ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình đã có rất nhiều hoạt động giúp đỡ ngư dân, người bị nạn trên biển. Được biết, từ đầu năm 2012 đến nay, đơn vị này đã trục vớt cứu hộ thành công 4 tàu của ngư dân các tỉnh Duyên Hải miền Trung, đã góp phần giảm thiểu thiệt hại cho cả ngư dân trên biển.